Cuộc sống giàu sang ngôn tình của Dương Cẩm Lynh trước khi chia tay người chồng từng chi 3 triệu mỗi ngày mua hoa tặng vợ. Trước khi chia tay chồng, ra đi với bàn tay trắng, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh đã có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. Chuyện tình Paris đầy lãng mạn và hành động mỗi ngày chia 3 triệu mua hoa tặng Dương Cẩm Lynh của Phạm Việt Anh Khoa. Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982 tại Đồng Nai. Năm 1999, cô đạt giải Á hậu điện ảnh. Sau khi du học ở Mỹ, cô trở về Việt Nam kinh doanh công việc của gia đình. Năm 2008, cô được đạo diễn Xuân Phước mời đóng vai Hồng trong bộ phim Sống Đời. Từ đó, cô bén duyên với màn ảnh trong các bộ phim Hoa Dại, Ra Duyên Anh Cưới Em, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau, Những Ông Bố Độc Thân, Mặt Nạ Máu. Dương Cẩm Lynh và nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa quen nhau tại liên hoan phim ở Pháp 2014. Ở Pháp, Phạm Việt Anh Khoa luôn dịu dàng chăm sóc Cẩm Lynh nhưng cô chẳng mấy rung động hay ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là khi biết người đàn ông này đã có gia đình. Kết thúc liên hoan phim, Phạm Việt Anh Khoa trở về Việt Nam với tâm trạng hỗn độn. Sau nhiều cuộc gọi rồi tin nhắn không được hồi âm, anh quyết định bay ngược lại Pháp để gặp Cẩm Lynh. Nữ diễn viên từng chia sẻ, đón anh ở sân bay, tôi bất ngờ vì nhìn anh rất tội nghiệp. Anh nói bay qua đây, chị hỏi tôi có thể cho anh cơ hội được quen tôi hay không. Tôi thật sự rất xúc động. Chính giây phút đó đã khiến tôi nghĩ khác. Tôi quyết định từ chối cuộc hẹn với người bạn kia để dành riêng cơ hội cho anh. Từ khi tìm hiểu đến lúc hẹn hò, nhà sản xuất Mặt Nạ Máu liên tục dành cho Dương Cẩm Lynh những điều ngọt ngào. Anh từng chê ô dù cho bạn gái trong chiều mưa Paris mưa phùn, sẵn sàng cầm giày cao gót để Dương Cẩm Lynh thoải mái đi shopping. Đặc biệt, Phạm Việt Anh Khoa từng chi 3 triệu đồng mỗi ngày để mua hoa tặng cho người yêu. Khi yêu anh Khoa, Dương Cẩm Lynh không còn quan tâm đến quá khứ cũng như hôn nhân đổ vỡ của người yêu mình. Tôi không nghĩ anh là người hoàn mỹ, có lẽ anh chỉ là hoàn mỹ khi ở bên cạnh tôi. Giống như khi người ta gặp được mục đích thực sự của đời mình, người ta sẽ hết lòng vì nó. Anh yêu tôi có những tiêu chí và anh phải hoàn thiện dần. Bạn hãy hình dung khi ta làm một công việc với tất cả sự đam mê, kết quả chắc chắn sẽ rất tốt, nữ diễn viên từng chia sẻ. Những hành động lãng mạn, ngôn tình của Phạm Việt Anh Khoa đã khiến Dương Cẩm Lynh rung động. Nữ diễn viên khẳng định khi ở bên cô, anh là người hoàn mỹ. Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của Dương Cẩm Lynh sau khi sống chung một nhà với Phạm Việt Anh Khoa. Dù chưa có một đám cưới hoành tráng như trong truyện cổ tích, nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn quyết định về sống chung trong căn hộ cao cấp với nhà sản xuất Mặt Nạ Máu. Khi đã trở thành vợ chồng, anh Khoa vẫn không bỏ thói quen tặng hoa cho vợ mỗi ngày, nhưng sẽ chi số tiền ít hơn khoảng 600-700 nghìn thay vì 3 triệu như thời còn yêu. Điều này khiến Dương Cẩm Lynh vô cùng hạnh phúc. Trong thời gian mang bầu và sinh con, Phạm Việt Anh Khoa luôn chăm sóc và dành những điều tốt nhất cho vợ. Nữ diễn viên tự hào rằng cô sẽ có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc sau nhiều đau khổ vì cuộc tình trước. Cô cũng khẳng định chính Phạm Việt Anh Khoa đã là điểm tựa cho cuộc đời mình. Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên cho biết cô muốn có thêm con và cũng không quan trọng về việc tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên từng sống trong một căn hộ cao cấp với chồng con. Căn phòng tràn ngập đồ hiệu, giày cao gót của nữ diễn viên trước đây. Dương Cẩm Lynh ly hôn, ra đi với bàn tay trắng. Từng có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, được yêu thương là thế, nhưng cuối cùng Dương Cẩm Lynh vẫn quyết định ly hôn chồng vì bất đồng quan điểm. Mới đây, Dương Cẩm Lynh cho biết hiện tại hai mẹ con cô đã dọn ra một chung cư khác để sống. Ra đi với bàn tay trắng nên nữ diễn viên phải bắt đầu lại và cố gắng kiếm tiền để nuôi con. Dương Cẩm Lynh chia sẻ, lúc trước tôi thích mua đồ gì thì mua, còn bây giờ tôi phân chia tài chính rõ ràng, khoản nào dành cho con, khoản nào dành cho sinh hoạt, túi xách giày hiệu không còn ý nghĩa gì nữa đối với tôi. Được biết, Dương Cẩm Lynh vẫn giữ mối quan hệ với chồng cũ. Phạm Việt Anh Khoa phụ trách chuyện học hành của con trai, còn nữ diễn viên lo phần ăn uống và sinh hoạt. Nữ diễn viên một mình đến đất nước Busan để tĩnh tâm sau đường ai nấy đi với anh Khoa. Sau khi chia tay chồng, Dương Cẩm Lynh được gia đình yêu thương, động viên, bố mẹ cũng giúp cô chăm con. Dù đã quay trở lại với công việc đóng phim, nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn tranh thủ dành thời gian bên con.